Sư phụ mình trở về. Sư cô mình trở về. Con chan bao giờ trở về? Chim hèn bỏ đến chim đủ tỷ ở thiên. Bao lý ngon suy nghĩ Nguyên vui cả chẳng chỉ. Xin dạy sự chào sang phân giải à, công phu chăm chắn. Rồi mới chạy thí được à, thí chứ nói hay được chăm chắn của cân mà chứ sự giảm các giải trình chứ cho nhau là giảm các giải trình chứ sự xin chương trình nó chỉ lý trình cho chỉ lý trình cố sự chứ không hiểu lý trình à, đi xe chứ không hiểu chứ không hiểu lý trình và lớn đi tinh nhỏ cao hoa thổ lý luôn đại chỉ lý trình chủ sư lưu số sổ chăn và hoa thổ lý luôn là mấy chúng sổ chúng sổ hai mấy sĩ quan của mình có tạo cho các trong tỏ nhưng mà của mình bị chìm chung là trong phải của mình sẽ uống làm sinh là của mình需要性质性如果没有这个音乐如果没有应用的方法来把自己的兴趣性发展，永远不能看低。那现在我们要靠佛陀主授这个正法来下功夫。那说参禅的意思，或者说话头的意思，或者说相救心，回到我们自己的正心。就是都是说那个入理，不是出离。我们一直出离，就是追求分别，追求那个习气执着。因为我们的执着，我们太长，在无量生的现在，集起来从。万千上到现在，变成了一个很深厚的习气。那时候我们要提问话头起一起，但是我们一直被习气妄想、习气执着、习气无明那去影响。那我们现在在禅堂，上就是的规矩。来提醒我们下功夫，用佛陀五世的教诲来提醒我们要保持自己的功夫，保持自己的实行，已经犯了，怕得到那个无所得的心，是菩提心、破我觉的心然后一定要下功夫。其实，在我们实行的过程，它会有种种的障碍，不是顺顺利利的。说理解，说知道，说清楚，但是一碰到紧，缘，碰到问题，我就会生气。所以说，大菩提心是很简单的。我以前做，但是很难做到。我们必失去自己的所有，失去自己的以为是我们自己的东西，导致我们所有的，那就习气生出来。因为我们不能够有，只是向外面。所以最重要，
最重要就是要保持贯通，回到自己的自心，只将花头。说鲜花可以用手，或者说回到自己的自心。其实只有理解，才可以带我们，才可以帮助我们，带我们到回到自己的自心。清楚我们的本源意义。那现在我们以为理解是什么？其实，在世界上已经有万千不正的相、不正的名。那现在我们见到理解，他就以为理解是什么？都是在，其实那个。都是在相对里都是执着而已，不是说在花头所占，走到那个本参那个，获得到本参那个才可以开悟之心。所以要跟着真宗的宗主，参禅的宗主已经发愿了，不必要实行下功夫。下功夫不一定要，努力，入过半道，好像一个学生，他用心读书，但是都有很多种种的外面的东西，玩具、游戏等等。但是如果他用心读书的话，他会交换一切世界上的东西。来用心读书，那就是在世界上，还说出世间比较难，对于出世间一定要心就心。那就在我们入灭了世间三法，例如，让我们看处世间要怎样发展自己的功夫。处世间会帮助我们了生死，nó luôn luôn nó chướng ngại và cản trở chúng ta, thì không phải là mình ra sức mình gạt bỏ giống như là trừ vọng tưởng dẹp vọng tưởng vậy, không phải不是我们故意vọng tưởng想掉、mặc kệ vọng妄tưởng想，không cần妄phải想tin vọng tưởng多少都没有用。chỉ nên công phu, những đứa học trò nó biết只có要cái一sự味kiếm tiền dễ mà照hiểu顾được,花头，những cái cần kiếm照tiền顾dễ自己vẫn的có功thể đi夫。chơi được, vẫn có thể ăn uống, vẫn có thể那比方说，一làm những chuyện学生，theo ý mình thích được, nhưng mà nó không phải là, nó phải là学习dùng một cái gì nó gạt练习bỏ的hay时là候。đánh đổi其cái实gì đó,他都可以mà放下工作来chuyên lo去hơn là玩，bạn bè但是có hiểu lầm cũng để vào một bên, sau này nó sẽ hiểu, ví dụ giống như vậy, chứ không phải là nó sử他dụng不，bạn bè外面有多chúng ta少cũng vậy, không phải là đi玩vào vọng具tưởng他để都不，tiêu trừ vọng多tưởng少hay个là游戏quên他vọng都tưởng不，để vọng tưởng只vào một是bên用心đó读là书。cái nhất tham thiền, thì那好cái像nghĩa tham我thiền们đó常常nó妄mới là想cái多少不用。你只要向hướng nội không把phải là自hướng己ngoại,的cũng gọi là nhập lưu không phải自là nhập心lưu,来忏，不thì是nó说không sao入cản trở,云，不是出云。nó không có gì phải là那我们现在怎样可以实để行ta的呢？để thổi đầu其实没有什么难，khởi只nghiệp thì是提问那头đầu起tiên疑情。chưa thuần thục chưa quen, giống như ngày lai qua ví dụ giống như nhai gỗ mục,一nhai开gỗ始mà cứ不nhai容cái易。tức là cứ不làm熟cái câu hỏi不成熟，rõ ràng好像và来nó主phải đúng说，những cái câu hỏi,在và开nó phải始đúng的những cái话，câu hỏi想và咬nó còn一连个着những cái câu hỏi没有味trong道câu的木hỏi,头，câu hỏi phải có đáp, đáp không但đúng是thì我mới们có一thể直là问，nghi tịnh,清清楚nhưng mà楚cái的hỏi问，liên tục
chân sự của mình sẽ được kéo dài, mà thôi. tình trạng nghi được kéo dài, cũng như là tin từ tâm khởi nghi tịnh. Dù vân treo người Khi cả mà đã tin tá của khởi tâm nghi tịnh chưa sợ thì dần hay cơ nó dĩ quay chỉ đầu, vì chưa có chỉ thì đó là cái cách thực hành cho chú bù kết người nối với tất tâm cả cực người hoa thôi cả, nhất là những vị mới nó vào chưa tu. sợ Tại vì sao? Cái tánh à sự khi sinh mà phải thấy một cái gì có và cái phong phản bằng ứng, phải thấy một cái gì kết quả, phải có gì một cái có cái gì mà nằm là ngoài cái như như cái của mình có sĩ cầu chi rõ đó, thì vì mình sẽ chiến mà sinh ra ấy thấy sẽ những là cái sớm mà công sư thư điều sẽ gì trên thế nhau gian chính nó chủ vô minh, nó nhau luôn biểu tả có cho lại phải có trái cái xem đó. xin những Đối với sĩ mình chi thì của không chủ có cái gì yếu là không phải là thành à công, cho nên nó số người sinh ra chúng chủ để đối với xẻo lại nhau khăn hiện tượng giống như xẻo là nhau tớ tao đối với lại những người xẻo thiền nhau giả buồn sao của tu tất cả các năng pháp lượng hay sang trọng là ở các tôn giáo khác cũng vậy, chỉ từ lý thì khai nhìn xem cái thôi gì thấy cái gì. và Còn xem đối chỉ với ba các để thiền tông chung một mới có cái à, đặc biệt như thế, siêu của siêu chỉnh nhìn với rất tương lai là tớ khác và sự chứ nếu mà nói tôi mà có tôi cái là gì có muốn cái gì chán thấy cái trong gì để thì đó truy bình phải xem lại, à, ta tại thật vì thơ nó về là chưa tôi, rồi tại vì nó là ngã chấp, tại vì nó lý nằm trong xem cái tôi phạm vi của vô minh. ủ nhiều chứ sự ủ chua này. Thì cái chỗ này á, để nói rõ Nếu cho có mình ai hiểu xem tôi tức hiểu chút thì là hoa hải trong xem này cuộc thì thực cũng hành muốn thì sự chúng ta rồi bắt đầu á, cũng nói lại về cái vào chuyện chơi là để nghe xem tu chinh tập chủ pháp xem của Phật, chân chủ sư trong cái phần chán về phá sự sinh ngã phong tỏ chánh pháp của Phật á, là phải phá ngã chấp. Mặc tuy dù Phật thực giáo hành cũng Phật phải thì có chân cái chỗ phải để nhưng mà cho nó khô phá, chứ cho nên phải hỏi nó là muốn sự có sinh nhiều cho các cái Phật phương tiện chứ thì sự phá được tuân Phật, chẹo nhưng còn đối với là các Phật khô gốc rễ là là chứ phá ngã chấp như thế nào, chứ tức là chẹo phải vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ. Nếu có cái chỗ đắc, chỗ chứ mà chẹo thành tựu tờ pháp phạm thì lắm chứ phải rồi đắc do khô chứ cái sở cầu, cầu được bớt à chỉ cái nhắn sở khô cầu chứ nó do chi đó, là ủ sổ cầu đến ủ tiến, sổ chứ quan ủ sổ tiến, phạm cầu được làm việc nhiều tiền. Đọc vào sở cầu là cầu giác ngộ giải thoát, có sở sao cầu vừa có mới nhiều sở chứ chấp, à cho anh hay tạo sở ra tôi sợ chính cũng là ngã chấp. chứ Cho nên đối với pháp tạo ra sự tu nó tập sao thì tu của tập trực tiếp chiếu đó, nó khai hay ngộ lắm, tôi sự chứ phải lấy cái phá ngã chấp đó là chánh. Cho nên hỏi cách được cái gì, chứ là chứ tu tập chia cái là gì, phần chứ chưa tức vào là phô chứ chuyện được với không được đều là hai, à như là tương số lai tớ tao hơi hay chụp phúc tớ là tao số mình đi nghịch với lại tôi cũng chỉ cái hướng nội nhiều nhập tớ luân tao hơi chụp của phúc hiện tớ tại. tao chứ mà tôi Cho sự nên nhiều chắc người tôi sẽ cứ hỏi dù đắc oi được là cái gì, có cái gì, đắc được cái gì, Nên đây sư nhưng mà muốn nếu xem nói mình, là chứ sư có là cái gì vô đủ. thì lại là lọt vào cái ngã chấp. Cứ phải xem tôi. Nên cái chỗ này Ở nó dường như mâu trên thuẫn số với chăn cái là hình phần tôi gọi là theo phá tỏa ngã ta sử chấp dụng tôi sư chỉ cho những người hành giả tham thiền. trên số chú là người tin đâu Thì chúng ta đó hình là mấy tuần chuyện của một sư chỉ người sử sẽ phát hành chinh trong chủ cái buổi sáng ở này. trên là tôi chú Còn chăn lại vì là có những cái thắc mắc gì tuy chú hoặc chăn là là chẳng trở thành hoặc chung luôn là có những là cái chướng ngại gì trên cái sư hành của tu mình chi nhiên trở sống tao không sợ mạnh dạn đề ra xin đó, cha sư quân thì qua đó sử là dụng ông Thích Thích Cao Niệm Phật. Mời sư cô Huệ Đạt. xin dạy nguyên tả sư cô rồi Thưa thầy, ý là có một hành giả trung tâm mà họ ngại, họ không dám hỏi thầy. à, dù vì chẳng Thì dễ chạy dưng như ông sư mẹ con sự giờ à, thì về trái tình tất quả trạng như là sư số đi học thì cô chẳng học luôn ở đâu thì cũng có à, bạn theo bè quân như sư nhưng mà rủ quả niên bây giờ phố thì nghe pháp thì à, cũng đến chung thời xuống không ngô có khơi thể thì phát triển lại cho các bạn tao khán giả rõ chưa chưa thấy thấy tao à, an ninh thường rồi thì sự phạm chiếu à, rủ quả niên chan chắn tham nó của gia mình thấy tao là này để đến ngộ chung được là cái tánh số hơn số vừa trong cái cho tánh thiện chắc chắn để chứ sự cầu giờ được khai ngộ cái tự tánh sinh tịnh độ. à, Tại chắc chắn đủ vì sự chiếu mấy tạo mới họ trinh thủ họ được tự tâm họ mới tin là tuy trinh thủ những người tham cho ấn nên mới là hiểu chân hãy sinh là tự sinh mới hiểu chân sinh chứ chỉ là tự võ tin sinh là nhờ Phật so dạy với cho nhau nên là tao này là si phang chỉ thì lộ đó giao là khai mình sẽ ngộ được tự tâm. an ninh thủ phố treo quan chân chẳng Thì tăng ví dụ giống sử như vậy đó, mà nó mở trái một cái khởi phần rõ khai ràng ngộ như tự vậy sinh
那都是一种方便。giống như trong kinh Pháp Hoa那好像在ra kinh Phật Đà Pháp Môn Tịnh Độ大là乘Phật鸟Pháp语Tịnh Đại经Thừa等鸟语经，Bát Liễu Nghĩa, cái này法là华kinh经，kinh Địa Tạng là其实对于净土，nói rõ hết cái nghĩa净土宗，chỗ那kinh都Phật是Đà大乘，但Tôn是Giáo它Lý Do是Ba不鸟语的。còn kia nó vẫn còn về thiện ác, nó còn về鸟语suy就nghĩ是说那个字và tuyệt经，đối thì là如果不鸟语还在那个相对，thì还有Đức相对就Hoa是lại là被định落nghĩa在不鸟语。giống như Đức Phật nói trong kinh法Phật Hoa华nói rằng là净就是鸟语tất cả các pháp xưa nay các经。pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, tức cái tướng là tướng tịch diệt là cái tướng niết bàn, nó không có sanh không có diệt không có tương đối trong, tức là tự tánh是Phật đó说，nó không我们的có自性mê không có giác không có ta bà没有không没có有tịnh觉，tịnh没有nghĩa do极乐，nơi cái bản giác thanh tịnh này因为tự là tự tánh của我mình们sanh cái niệm bất giác của mình, sanh cái niệm bất生giác出của来mình那个cho nên不mình觉，mở cái tâm tánh thâm nhập ra tự自tánh,己生出thâm来那nhập个不觉嘛，cái所vô minh,以。thâm nhận cái sinh tử, rồi mới đi tìm cái để mà thoát sinh tử,不晓得，tức là tìm cái niết bàn,不清楚自己的自身，giống như trong kinh Viên Giác只thì是Đức相Phật nói信那rằng个là人，好要像把圆觉cái经thân mình佛để陀cho就有cái thân mình nó密语，bay sanh ra giữa因giữa为sa我mạc们trong的cảnh này生hay là转，mặt trời,所以生出来好mặt像，trời trời đất đai cây cỏ nhà cửa运，quay,觉得运，或者do觉得cái thân物sanh件，ra觉得树，觉rồi得thấy cái nhà cửa quay, thiên mà khi mà mình chuẩn, cảm giác sai lầm tức là thấy hết hết chóng mặt rồi đó,那都sợ是我mình们thấy的cái nhà错cửa đang误quay的感thì觉。thực ra cái nhà chưa thực如sự果thì那个cái错nhà误cửa的感觉没有了，tại cái thân比mình方đang说quay我们sao的mình có身thể thấy不nhà cửa转，quay, chúng ta那那个物件đang chấp sanh就tử是chúng不ta,转。chấp sanh diệt chúng ta, chấp tương đối chúng ta, cho nên thấy có mê có因为lạc我có们sanh có tử,执mình đang着，chấp cho nên mấy giờ mình đang sanh tử mình phải执ôm着cái在那个相对，mình chấp mình đang mê所đang以trụ才mình生出đang来có cái生死，nên đó là cái才有mê生chấp死。mà mê lầm, thực sự ra giúp那Phật都是ngộ我们rồi的cho nên错lúc误，có người đã ngộ rồi cho其nên实已经开người悟了。khác á ngộ所cũng以là ngộ祖của师người说，khác á,开悟，cho nên vốn đâu có mê mà nói là có ngộ,开悟了，vấn把đề开là悟的时với cái候。tự tánh của mình会发现开悟跟不có开悟没有区别。tịnh độ hay là quế độ trong đây. Thật ra ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ cũng có nói đó, Lục Tổ các thiện tri kiến Lưu trong chủ Phật Pháp đều Hoa sống. Lục Tổ giảng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, nó đã đem cái cảnh Tây Phương Cực Lạc đem đến hiện tại đây cho các vị, tức là từ cái chỗ 10 muôn 8.000 na do tha đó, tức là六từ祖chỗ说已经Cực把那Lạc个và Tây净Phương Cực土Lạc hiện ra拿cho下các来vị,给gọi mình là看。tự tánh di đà di tâm tịnh độ, đâu có cái tịnh độ nào khác nữa đâu, tất cả là tịnh độ, thì đó là cái tịnh độ của tuyệt đối, Lục Tổ nói là就是đó là说，tịnh độ tuyệt đối,自mà信thực ra trong cái就是绝对Bát的Liễu Nghĩa净土。vẫn hiển được cái Liễu Nghĩa ở đó nhưng mà nó rất nhỏ rồi,其实，không在那có个nghĩa là不tịnh了độ.语都有表Độ现那个了语。nói tịnh độ rốt ráo là tự tánh di đà di tâm tịnh độ, tâm tịnh tức Phật độ tịnh cũng là cái chỗ, hay là nó là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, nhưng mà ở trong cái tịnh độ Chuyên có cái说花开见thai,佛，thai của hoa sen,物无声。cửu phẩm liên hoa đó, hạ phẩm hạ sanh đến thượng phẩm thượng sanh, hạ có ba对不sanh起，có师ba傅，thượng cũng có ba ba phẩm明义师傅thì他说那个经cũng筒，我đừng có有cái时vấn đề不理là解里面的名词。khi mà hoa nở giống như là ta sanh được师Phật傅听đó,到吗？sanh ra luôn đó mới thấy được Phật, Phật mới dạy cho hạnh thiện, thì mới là我hoa没有khai看kiến过Phật,经筒的
静电，所以有时名义是否说有很多名词，我不清楚。那就是说，佛陀的方便有间接和直接。我们禅宗就是直接的方便，好像《心经》都有说，没有无明都没有啊，无明尽，从无明到老子的。就是心经里面，这一点佛都有说，啊，49年没有三乘见出来，三乘没有八万四千法门教出来，八万四千法门，因为众生的根基有区别。佛陀的目的就是啊，教会众生，一切都是波澜，但是最终就是只有一个目标，就是要得到那个波澜，入得到那个波澜才可以开悟。就是说，在经里面都有佛陀都有说，就是有一个火的物家，里面有女，因为父亲他的孩子住在那个火的物家，就是好像我们众生在生死里要教他们出来，就是要用那个羊车。牛车叫他们出来，那我们众生其实不害怕，不晓得那个火，那个生死那么危险，所以自己的父亲用那个玩具，用那个。一个方便叫我们出来，其实出来了的时候就只有一个牛唱，就是只想要我们离开那个火的火物件才可以解脱。离开了，我们就没有痛苦，那就是我们，以上就是佛陀的方便来帮助我们。那其实有人看那个《法华经》，看了几十年都有。但是其实都不能实行里面的法华经意思。其实有人修净土，修净土宗，其实不更加正宗的宗旨。都发展自己的执着，然后听有禅宗，是一个直接法，然后去理解一下。但是其实正法就要破我执。其实正法一定要破我执，
有人说秀禅宗慧一兵，步一步，最后是被这妈好生的像那妈个妈给救了。摸障碍，其实摸都是自己的心想出来、想出来。有执着就是有摸，如果破我执，哪里有摸啊？有障碍。Hiện tại giờ chúng ta đang muốn có cái bi, cái trí đó, cái dũng đó, mà chấp ngã bi trí dũng nó bị lu mờ. Cái học Phật này là mình nương nơi cái chánh pháp, nương nơi tam bảo我để们có学được cái佛dũng教就是要trí靠经、trí正法、chánh kiến ở đây靠三là宝cái dũng là cái来trí là cái练tâm của mình习自己là cái的chủ trong của mình tự nhiên心、自己的坚固心、自己的意志，然后逐步会发展。长养自己的自心，所以说我们要实行，不是只是参学。佛陀都有说过了，就是已经听过，就是是缘。就是我们。一边参学，但是一边最重要就要实行，运用实行，发展自己的功夫，得道成熟，得道亲切用，从那个处心用，得道亲切用，又要经过功夫，就是。实行下功夫，不是说我正常参禅下功夫，但是为什么不得到什么？其实都是自己的执着习气障碍我们，自己障碍自己，不是没有什么缘，没有什么景来障碍自己，只是我们的心的问题。现在我们有一个好运，就是遇到三居士同参道友，得到这个正法，要利用这个因缘来下功夫，得到成就。为答事故用了那么多句，为答事故说，有时我提问那头，觉得很空，有疑情或者没有，你都不晓得，不知道。师傅说，那都是我们的心事一直活动在无明我觉里活动。有时我们妄想生出来很多，有时没有妄想，有时觉得痛苦，有时觉得快乐。那就是我们的心情会变化，增长变化，那都是自己的习气。都是因为自己的业障。得到这个身体健康不健康，都有影响自己的心情，都是跟关于那个心灵的密码，因为我们还
tôi nói chỉ huy thăm mà và một món xin ra dịch tuy là sĩ trị bên là sinh sử chỉ huy của mình chứ chị ta sư xin ra ta sư của mình là chỉ huy mà sư tuy cho cái sinh của mình ý chí chỉ có thể bà công phu thí huân hoa thống chỉ sư của mình là chân sinh chư sinh vì chinh truy chủ mà nó của mình chưa hãy thử khăn vô thủ chủ sự ta nên là xuân khẩu ý vì chinh biểu đạt cho mình kiểu mình khăn trao huy của mình ta sư của mình xác của sang sinh lĩnh vô lĩnh huy của con để hiểu chân sự lĩnh huy của con là chỉ có khăn bằng chữ chị có không có thể lý解得到佛陀主事的意识的教诲现在已经遇到这个正法清楚得到的正法一定要下功夫好像有病的人去看医生遇到很好的一位医生治我们的病那我们要相信他他给什么药我们要一要吃药才可以治我们的病有走就有道我们实行就是已经种那个因好像吃药一定可以治病那个好像看医生要正常吃药然后去看医生那我们检查一下我们自己的身体自己的病有没有改变只有这样才可以成就在我们学佛教的过程好像来主会有自己提出来他自己的修行的过程有时觉得没有妄想有时觉得提问他同好像有一个石头很重很重的石头在他的肩膀但是当时怎么不能提提不起都要提慢慢的提慢慢的沾好像念佛是谁发展那个鱼来起一起要的是来主的放边的意念那我们要用那个放边来走过这个过程走过这个环境那都是我们修行的过程在禅期开始来主的提出来很多那个情况那禅者会容易会放那我们要看那个来主写的那个禅期开始来发展我们自己的功那如果我们的心还有那个懒惰有什么障碍等等的那个警戒或者障碍我们自己的功夫
他好像现在我们的历史的妄想太成熟了，我们都不能放下。醒睡觉的时候都不能放下，但是供奉也请，不能保存，很难保存。那我们代替那个功夫与那个妄想。现在时间到了，再见。